nay là ngày 14 tây tháng 5 2019. Bà con chúng tôi là một thành viên dân quan của trường Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đất dân chúng tôi là đất dân cư, đất ngoài ranh mà đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Ca, Nguyễn Lua thu hồi trái pháp luật. Yêu cầu Tổng Thanh tra Linh Thái, Phó Thanh tra Đặng Công Quận và ông May ở cục 3 hãy thấy rõ, bà Trương Thị Yến này đã đến đây đã kêu gọi biết bao nhiêu ngàn lần mà nói, tại sao ông Tổng Thanh tra Linh Thái có nghe và thấy rõ hay không? Bộ hồ sơ của dân quan trường Thịnh chúng tôi, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nắm rất rõ và hiểu rất nhiều. Vậy mà văn bản 7723 của vụ 1 ở Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ gửi vô mà Nguyễn Thành Phong không thi hành. Vậy mà các vị thanh tra và thủ tướng đồ ở trung ương cũng làm ngơ, không nghĩ đến người dân chúng tôi. Suốt 16 năm rồi, một dự án thu hồi đất của dân 3 năm không hoàn chỉnh, chính quyền phải thu hồi đất đó là trả lại cho nhân dân. Vậy mà một cái dự án của công ty Trường Thịnh là đất tôi, dân chúng tôi là đất dân cư, đất ngoài ranh, thu hồi trái pháp luật. Vậy mà các vị đương thời không khắc phục hậu quả, thu hồi đất đó để trả lợi cho dân chúng tôi, để một đời sống cho bà con chúng tôi sống một đời sống ổn định. Còn đằng này, các vị vẫn bao che sự thật, giấu giếm sự tham nhũng để làm khổ nhân dân chúng tôi. Yêu cầu Tổng Thanh tra Lê Minh Khái, Phó Thanh tra Đặng Công Quận và ông May cục 3 phải lắng nghe và tiếp thu và giải quyết một cách triệt để theo văn bản 7723 của vụ 1 Nguyễn Dương, Văn phòng Chính phủ, mà chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chỉ mà các vị vẫn làm thinh im lìm để bắt buộc bà con chúng tôi phải xuống đường, phải kêu gào, kêu cứu. Các vị vẫn làm thinh. Tổng Thanh tra Linh Khái, ông đã hiểu bộ hồ sơ của bà Trương Thị Yến này về vụ việc dân quan Trường Thịnh theo văn bản 7723 của vụ 1 của Văn phòng Chính phủ gửi vô mà Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong không thi hành, các vị vẫn làm ngơ. Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật. Nguyễn Thành Phong ngồi xổm trên pháp luật, coi công lý không ra gì, trung ương cũng không ra gì. Vậy mà ai cho Nguyễn Thành Phong ngồi chiếm trễ đó để hút máu nhân dân, làm khổ nhân dân? Làm sao bà con chúng tôi có một cái niềm tin nơi các vị được? Dân chúng tôi không biết tin tưởng vào ai đây, vào lãnh đạo nào để an dân trị nước, vào lãnh đạo nào để hút máu người dân chúng tôi. Gỡ thì chưa sẵn, gỡ ra ngoài, chăm ngoài đi, đánh nhanh cái bọn đi. Quên quá, nó xỉn, nó ngủ mà tao quýnh nó nè. Nó ngủ má kia, gỡ ra ngoài. Lại gỡ cái đó đi ra ngoài. Bữa nay là ngày 14 tháng 5
2019. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái phải nghe và phải làm việc đúng theo pháp luật, đúng theo sự thật để lấy lại niềm tin của nhân dân. Một dự án 3 năm không hoàn chỉnh mà chính quyền lãnh đạo không thu hồi, các vị làm sai mà tiếp tục làm sai, chứ không phải làm sai mà khắc phục hậu quả để lấy lại niềm tin của nhân dân. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Thanh tra Lê Minh Khái phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh, trả quyền lợi cho nhân dân chúng tôi một cách hợp tình hợp lý. Chứ các vị đã, người dân chúng tôi đặt niềm tin nơi lãnh đạo mà lãnh đạo thờ ơ vô cảm, không nghĩ đến người dân. Rồi Lê Thanh Hải, Tất Thành Ca, Nguyễn Đua làm sai làm trái mà không khắc phục hậu quả, làm đúng sự thật đi. Dân chúng tôi cần một vị lãnh đạo trung thực, có cái tâm, có cái đức, có cái tài để an dân về nước. Chứ dân chúng tôi không cần những lãnh đạo ngồi mát xôi bát vàng thờ ơ vô cảm với người dân. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh, trả quyền lại cho nhân dân chúng tôi một cách hợp tình hợp lý. Để lấy lại niềm tin của nhân dân. Bây giờ ở trung ương ông lãnh đạo nào trung thực thanh liêm, làm đúng đi để lấy lại niềm tin của nhân dân. Các vị cứ thờ ơ vô cảm máu lạnh, dân chúng tôi phải tin tưởng vào ai đây? Vào lãnh đạo nào để an dân chị nước? Vào lãnh đạo nào hút máu người dân? Còn vụ nước, vụ xăng, vụ điện, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải trả giá xăng và giá điện về giá cũ, không được quyền hút máu người dân, không được quyền làm khổ người dân. Yêu cầu ba vị cao lớn nhất ở trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải trả giá điện và giá xăng về ý vị cúc chí cũ để lấy lại niềm tin của nhân dân. Ứng này mà đi đâu mà vòng vòng à? Tôi hỏi bà con ở thành phố Hồ Chí Minh này, cái đất nước mình còn tự do, còn dân chủ hay không? Còn công bằng hay không? Còn trong sạch hay không? Nếu còn, nếu đất nước mình mà tự do, dân chủ, công bằng, trong sạch thì bà Trương Thị Yến này đâu có xuống đường biểu tình như thế này đâu. Tôi đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh vụ xăng và vụ điện phải trả về vị trí cậu. Nếu bằng không, 90 triệu người dân sẽ xuống đường
đòi cái sự công bằng trong sạch. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng để những người dân như chúng tôi phải sống lầm than khổ sở. Đất dân chúng tôi là đất ngoài ranh, đất dân cư thu hồi trái pháp luật. Tại sao đời ông Nguyễn Phú Trọng đương thời kỷ luật Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang, tại sao không đưa Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Đưa, Lê Hoàng Quân ra trước danh móng ngựa để lấy lại công bằng của người dân chúng tôi, lấy đó làm gương cho các vị kỷ luật. Kỷ luật gì? Những tên tham nhũng nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật, kỷ luật ai? Tôi hỏi tất cả bà con thành phố Hồ Chí Minh này, 90 triệu người dân có đồng ý tăng xăng, tăng điện hay không? Bà con có đồng ý hay không? Không ai đồng ý hết. Tăng xăng, tăng điện là hút máu của người dân. Mà 90 triệu người dân không dám nói sự thật, không dám nói công bằng. Tại vì người dân của Việt Nam mình hở ra bị đàn áp, bị bắt bớ, giả mang. Vậy luật dân quyền đâu? Những người dân như chúng tôi mất nhà mất đất, có quyền đi đời, có quyền lên tiếng, có quyền dân mang rên. Vậy mà từ trung ương và địa phương vẫn làm ngơ, vô cảm, máu lạnh với người dân chúng tôi, mà để người dân chúng tôi suốt 16 năm rồi mà các vị trung ương và địa phương vẫn bưng bít sự thật, vẫn bao che sự tham nhũng, vẫn làm khổ nhân dân chúng tôi. Đời sống bà con chúng tôi chưa ổn định, bây giờ lại cho tăng xăng, tăng điện. Các chị muốn tăng xăng, tăng điện có hỏi qua 90 triệu người dân tôi có đồng ý hay chưa? Không.
có chỉ bị đàn áp, bắt bớ, giả mang. Người dân ra nói tiếng sự thật là sẽ bị bắt. Nhưng bà trên bà chứng hiến này nói sự thật, những gì mà người dân không nói, không dám nói. Tôi sẽ đại diện cho chính phủ kêu người dân phản ảnh vụ nước, vụ xăng và điện. Các chị từ địa phương và trung ương quay đầu là bờ đi, phải làm người tử tế đi. Làm sao tôi nói sự thật, làm sao tôi dắt cương cho người xem thẹo. Các chị làm sai, sai quá nhiều, phải quay đầu là bờ, làm việc là người tử tế đi. Bà con cứ vô khai bút yến chưa có thoải mái, đừng có quay, quay là nó chụp máy liền. Vô khai bút yến chưa có thoải mái, 130 mấy cái clip, muốn điều nào khoản nào lực nào tôi đều có hết. Có ai là người dám nói sự thật không? Tôi dám nói. Khi tôi đã nói, tôi không sợ ai hết, không sợ một gì nào đàn áp chúng tôi. Mà người nào lại đàn áp bà Trương Thị Yến này là trái luật 100%. Phải thức tỉnh đi, từ trung ương và địa phương phải thức tỉnh đi, phải làm một người tử tế cho người dân nhờ đi, để lấy lại niềm tin của nhân dân. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Thanh tra Lê Minh Khái phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh, trả quyền lại cho nhân dân chúng tôi. Bằng không, bà Trương Thị Yến này sẽ nói những sự thật mà các vị từ trung ương và địa phương làm sai làm trái, hút máu nhân dân. Tăng xăng, tăng điện là hút máu nhân dân. Hết tháng này tới tháng sau phải trả về vụ xăng và vụ điện theo giá cũ, không được quyền lên giá bất thường, làm khổ nhân dân và hút máu nhân dân. Tôi xin đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh vụ xăng, vụ điện. Đi được. Đó, bà con cứ coi nè, tôi là người nói sự thật, nói một cách công bằng, sẽ đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh về vụ xăng điện. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải trả giá điện và giá xăng về chỗ cũ cho người dân chúng tôi có một đời sống ổn định. Tôi xin đại diện 90 triệu người dân phản ảnh vô về điện và xăng. Yeah.
Đây là trên đường về tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Trên đường lại tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Bữa nay là ngày 14 tháng 5 2019. Bà con dân quan chúng tôi là dân quan Trần Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Căn, Nguyễn Đô, Nguyễn Cơ, Thái Thị Hạnh, Lê Thị Kim Dùm, nguyên tập đoàn từ thành phố và quận 2 thu hồi đất của dân chúng tôi trái pháp luật. Ở đây là tòa đại sứ quán Hoa Kỳ, bà con ơi, cả thế giới, cộng đồng cả nước Hoa Kỳ, bà Trương Thiện đến tòa đại sứ quán Hoa Kỳ đây để cho cả quốc tế và cộng đồng nhìn vô cái nước Việt Nam mình làm đúng hay sai. Cướp đất dân ngoài vòng pháp luật, cướp sai, cướp trái, không chịu trả cho dân, mà còn tiếp tục bưng bít cái sự thật, bưng bít cái sự tham nhũng để làm khổ nhân dân chúng tôi. Đây là tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Bữa nay là ngày 14. Đây cả thế giới Hoa Kỳ và cả thế giới cộng đồng nhìn vô đây, dân quan công ty Trần Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2 yêu cầu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện và giải quyết theo văn bản 7723 của vụ 1 của văn phòng chính phủ, thủ tướng chính phủ theo chỉ đạo của phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Vậy mà Nguyễn Thành Phong không thi hành, Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật, Nguyễn Thành Phong làm trái theo sự thật, bao che sự tham nhũng để làm khổ nhân dân chúng tôi. Một cái đất nước không tự do, một cái đất nước không dân chủ, một cái đất nước không công bằng, một cái đất nước không trong sạch, lấy gì các chị để lấy niềm tin của nhân dân chúng tôi đây? Tôi đại diện cho 90 triệu người dân phản
vụ xăng, vụ điện mà phải trả về giá cũ cho người dân để người dân chúng tôi ổn định đời sống. Dân qua các đi trường thịnh phường Bình An, khu phố 3, quận 2 yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thực hiện và giải quyết theo văn bản 7723 của vụ 1 thủ văn phòng thủ tướng theo chỉ đạo của phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Vậy mà Nguyễn Thành Phong không thi hành, Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật, Nguyễn Thành Phong ngồi sợm trên pháp luật, coi công lý không hay gì. Mình là đường đường chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong mà làm sai làm trái những người dân, cho các ông lên đại diện người dân mà các ông làm sai làm trái. Vậy cái trung ương cho Nguyễn Thành Phong ngồi đó để làm gì? Chính quyền lãnh đạo là nô bộc đầy tớ của nhân dân, những gì sai dân có quyền phản ánh, những cái gì sai dân có quyền nói là sự thật. Bà con không dám nói, nhưng mà tôi là Trương Hiển, định cư Hoa Kỳ, đại diện cho 90 triệu người dân để phản ánh về vụ xăng, vụ điện, xăng điện lên một cách bất hợp pháp, chỉ có hút máu người dân chúng tôi thôi. Tôi hỏi tất cả bà con thành phố Hồ Chí Minh này, có ai đồng ý giá xăng không? Có ai đồng ý giá điện không? Tất cả bà con không dám nói lên tiếng nói sự thật, nhưng mà bà Trương Hiển này không giải quyết cho bà sẽ nói lên sự thật. Bà nói một cách công khai minh bạch rõ ràng, cướp đất của dân, không trả cho dân, cướp sai, cướp lầm, cướp trái pháp luật. Bây giờ cho giá xăng, giá điện lên bất hợp lý, phải trả giá xăng và giá điện về vị trí cũ. Tôi xin đại diện cho 90 triệu người dân phản ánh vụ xăng, vụ điện. Các vị nói sống vì ai? Vì dân, vì nước hay vì cá nhân? Hay vì của riêng tư cho các vị? Những người dân lầm than khốn khổ như thế này, các vị có thấy hay không? Cướp đất, cướp nhà của dân, trái pháp luật, đất dân cư, đất ngoài ranh, thu hồi trái pháp luật mà không chịu trả, gọi là cướp cạn của nhân dân, hút máu của nhân dân. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng, không trong sạch, rồi người dân chúng tôi phải sống như thế nào đây? Hỏi ông bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, hỏi ông bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, ông tuyên bố với bộ chính trị là thành phố Hồ Chí Minh này không còn dân biểu tình, dân không dám đi. Như bà Trương Thiện này vẫn đi biểu tình hoài hoài, chừng nào giải quyết cho tôi xong tôi không đi nữa. Còn không giải quyết cho bà Trương Thị Yến này, bà sẽ đi biểu tình trên từng cây số, không ngưng một ngày. Đúng giờ giấc là bà đi, không ai cấm cản tôi được. Tại người dân chúng tôi có lực nhân quyền, lực nhân quyền bảo vệ người dân. Dân chúng tôi làm chủ bản thân, không ai được quyền đàn áp. Vị nào lại đàn áp dân chúng tôi là trái luật 100% rồi. Luật nhân quyền cả quốc tế đều công nhận, người dân có quyền tự chủ, người dân có quyền lên tiếng những gì mà dân đã mất, người dân có quyền dân mắng lên, người dân có quyền biểu tình,
mà tại sao tất cả bà con xăng lên, điện lên mà bà con không dám lên tiếng? Tôi xin đại diện cho bà con 90 triệu người dân phản ảnh vụ nước, vụ xăng và điện. Tôi xin đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh vụ điện, vụ xăng không hợp lý và hút máu người dân phải trả giá xăng và giá điện về vị trí cũ cho người dân mới hợp pháp. Dân quan công ty Trường Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2 yêu cầu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thực hiện và giải quyết theo văn bản 7723 mà của vụ 1 của văn phòng Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, vì mà Nguyễn Thành Phong không thi hành, Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật, Nguyễn Thành Phong lợi ích nhóm, Nguyễn Thành Phong bao che sự tham nhũng làm khổ nhân dân, Nguyễn Thành Phong chủ tịch Ủy ban dân thành phố ngồi xổm trên pháp luật, coi trung ương không cái gì. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng, không trong sạch, rồi người dân chúng tôi phải sống làm sao đây? Quá bất bình. Tôi đã thưa với ông Nguyễn Thị Nhân, bí thư thành ủy, ông cấm không cho dân biểu tình, nhưng mà bà Trương Thị Nhân này sẽ đi biểu tình hoài hoài. Chừng nào trả đất trả nhà cho tôi sẽ không đi xuống đường nữa. Và những cái gì bất bình của nhân dân tôi đều lên tiếng, những cái gì lãnh đạo làm sai tôi có quyền phê bình. Người dân là chủ, dân là gốc, chính quyền lãnh đạo chỉ là đầy tớ của nhân dân mà thôi. Tôi nhắc nhở ông Nguyễn Thị Nhân, chính quyền lãnh đạo chỉ là đầy tớ của nhân dân chứ không được quyền đàn áp nhân dân. Tôi hỏi tất cả bà con thành phố Hồ Chí Minh này, giá xăng, giá điện có hợp lý không? Nếu không hợp lý, bà con có quyền lên tiếng đòi hỏi giá cũ. Tại sao bà con không dám nói? Tôi đại diện cho bà con nè, bà cứ lên nói sự thật đi. Dân là chủ, chính quyền này tớ là nô bộc của nhân dân. Gì hả? Không biết hả, chị vào đây chính dữ rồi. Chạy lại 8 xảo nè. Ừ, rồi dẹp đi. Đây là tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Tất cả bà con, tại sao giá xăng, giá điện không hợp lý, bà con không dám lên tiếng? Tôi xin đại diện cho 90 triệu dân đại diện phải trả giá xăng và giá điện về vị trí cũ hợp lý cho những người dân nghèo. Bữa nay là ngày 14 tháng 5 2019. Đây là văn phòng chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong. Dân quan công ty Trường Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2 yêu cầu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phải thực hiện và giải quyết theo văn bản 7723 của vụ 1 của văn phòng chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mà Nguyễn Thành Phong không thi hành. Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật. Nguyễn Thành Phong ngồi xổm trái pháp luật. Coi công lý không hay gì. Trung ương chỉ đạo Nguyễn Thành Phong không thi hành. Nguyễn Thành Phong giấu giếm sự thật. Nguyễn Thành Phong bao che sự tham nhũng và lợi ích nhóm, chỉ biết của riêng tư chứ không nghĩ đến người dân. Yêu cầu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thi hành và thực hiện theo văn bản 7723 của vụ 1 của văn phòng chính phủ. Văn bản 7723 đã 9 tháng rồi, Nguyễn Thành Phong phải thi hành. Chạy tới 9 tháng rồi đó Nguyễn Thành Phong ơi. Cái vụ của tôi đã 16 năm rồi, còn gì nữa mà che đậy. Vụ việc dân quan Trường Thịnh của chúng tôi đã sáng như ban ngày, câu chuyện đã rõ ràng. Tại sao Nguyễn Thành Phong không thi hành? Vậy tôi hỏi tất cả bà con ở đây, thành phố Hồ Chí Minh còn pháp luật hay không, còn công lý hay không mà chủ tịch Nguyễn Thành Phong không thi hành? Chủ tịch Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật, coi công lý ở Trung ương không ra gì. Yêu cầu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thi hành theo văn bản 7723 của vụ 1 Nguyễn Duy Hưng ngày 15 tháng 8 2018. Gần 9 tháng rồi Nguyễn Thành Phong, hay là Nguyễn Thành Phong gần 9 tháng rồi, ông phải thi hành theo văn bản 7723 đi. Quay đầu là bờ đi Nguyễn Thành Phong ơi. Ông sẽ là người tử tế đi để lấy lại niềm tin của nhân dân. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng, không chân thật, không còn pháp luật, không còn công lý, chỉ có những con sâu mọt nước làm khổ nhân dân mà thôi. Tất cả bà con, cả thế giới cộng đồng và cả thế giới Hoa Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh này không còn công lý, không còn chân thật, không có thanh liêm, toàn là những con sâu mọt nước làm khổ nhân dân thôi. Tôi mới đi qua. Tôi mới đi qua tòa đại sứ quán mới về nè. Yêu cầu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong quay đầu là bờ đi. Giải quyết về theo văn bản 7723 của vụ 1 đi. Của văn phòng chính phủ. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Vậy mà thành phố không thấy hành. 9 tháng rồi ông Nguyễn Thành Phong, hay là Nguyễn Thành Phong 9 tháng rồi. Một cái văn bản chỉ đạo về giải quyết cho dân quan Trường Thịnh 9 tháng rồi, Nguyễn Thành Phong giấu giếm sự thật. Giấu giếm sự thật, bao che sự tham nhũng. Tưởng đâu là tôi không biết sao, tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống đường quay quay, tôi sẽ đi biểu tình quay quay, chừng nào Nguyễn Thành Phong giải quyết cho tôi mới không đi nữa. Bằng không, không có ông nào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không được quyền cấm người dân. Người dân có quyền tự do dân chủ của người dân, người dân có quyền lực nhân quyền của người dân có quyền dân mắng rên, nói lên những tiếng nói của mình mà chính quyền đã đàn áp nhân dân.
mấy ông á hả, trước khi lên làm việc từ phường, quận, thành phố, ông nào cũng nói sống gì dân gì được. Bây giờ rõ ràng chủ tịch Nguyễn Thành Phong sống gì ai? Vì cá nhân, vì bản thân, lợi ích nhóm, bao che sự tham nhũng. Chứ Nguyễn Thành Phong không phải sống vì dân. Nguyễn Thành Phong lên đài nói thao thao bất tuyệt, phải lo cho dân, cướp đất chính sai, phải trả lại cho dân vị trái đất của bà Trương Thị Yến này. 16 năm rồi, mấy ông hả đời trước thì cướp đất sai, mấy ông bay đương thời thì bao che, giấu giếm sự thật, bao che sự tham nhũng. Rồi cả đất nước này về mình của dân này như thế nào đây? Cả đất nước này như thế nào đây? Tôi hỏi bà con thành phố Hồ Chí Minh này, còn công lý hay không? Còn sự thật hay không? Còn pháp luật hay không? Mà Nguyễn Thành Phong ngồi sớm với pháp luật, coi công lý không hay gì? Rồi những người dân chúng tôi phải sống làm sao đây? Sống như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh là những con sông mòn nước, làm khổ nhân dân, hút máu nhân dân. Ôi ơi, nó không dám cản nào đâu. Một cái đất nước không công bình, không dân chủ, không chân thật. Rồi làm sao người dân tôi phải sống đây? Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái phải làm một cách công khai, chính, trong sạch, rõ ràng. Thu hồi đất công ty Trường Thịnh, trả lại cho bà con chúng tôi. Vì đất công ty Trường Thịnh, thu hồi đất của dân, giao cho công ty tư nhân bán hàng lợi ích nhóm. Dân chúng tôi cần một cái sự trong sạch, thanh liêm. Chứ dân chúng tôi không cần những lãnh đạo ngồi mát xoay bắt vàng, làm khổ nhân dân thôi. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng, không chân thật, không liêm khiết, chỉ là những con sông mòn nước, hút máu nhân dân, làm khổ nhân dân thôi. Tôi đang thách thức ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông nói là thành phố Hồ Chí Minh này không còn dân biểu tình, nhưng mà bà Trương Thị Yến này sẽ đi quay. Người nào động tới tôi là người đồng trái pháp luật 100% rồi. Dân mất đất mất nhà có quyền đi đòi, có quyền dân phản rôn, có quyền biểu tình. Và tôi cũng xin đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh về vụ điện và vụ xăng, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải trả giá xăng, giá điện về giá cũ cho người dân chúng tôi một đời sống ổn định. Đi về rước mấy nhỏ đi học về nữa.